chuyện sẽ hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị an toàn trên máy bay. Ladies and gentlemen, for saturation, we now present the equipment with your full attention. Đây là dây an toàn, this is your seatbelt. Quý khách kẻ dây bằng cách ấn vào mặt phẳng vào đầu khóa, tất cả bằng cách kéo đầu dây. The fasten is the major trip into the buckle and tighten by pulling on the strap. Và mở bằng cách nhấc đầu khóa, tuần fasten, lift the front. Khi tín hiệu cây dây an toàn bật sáng, quý khách hãy trở về chỗ ngồi và cài chặt dây an toàn. When never the seatbelt size on, you must return to your seat and fasten your seatbelt. Đây là mặt nạ dưỡng khí, insulation mask. Trong trường hợp mặc áo suất, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống phía trước mặt quý khách, từ hộp phía bên trên ghế ngồi và từ trên trần trong phòng vệ sinh. In case to become pressured, it should be automatically dropped down the compartment and put your hand under the seat lavatory. Quý khách kéo mạnh mặt nạ gần nhất, đặt lên mũi và miệng, xoan dây qua đầu rồi thở bình thường. Put the mask firmly toward your face, mouth, nose and mouth. Put the headband around your head and breathe normally. Quý khách đeo mang mặt nạ cho mình trước rồi trợ giúp cho người đi cùng. Put on your mask first and then a secret under your hair. Áo phao được đặt bên dưới ghế ngồi của quý khách. Quý khách lưu ý không lấy áo phao ra khỏi vị trí khi không có thông báo của tiếp viên. Nếu vi phạm, quý khách sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành. The life vest located under the seat. Trong trường hợp phát hạ cánh khẩn cấp trên nước, quý khách lấy áo và tràn qua đầu. In emergency situation, to use this level your hand like this. Vòng dây qua eo, cài khóa và thắt chặt dây. Lift on the waistband and pull it tight. Quý khách lau phong áo phao tại cửa thoát hiểm bằng cách giật mạnh nút đỏ. Ngay the seat before leaving the aircraft, pull the rain tắt thường lên your life vest. Nếu áo phao không phồng lên, quý khách tự lau phong áo phao bằng cách thổi vào miệng van. Tiếp phép trên flight flow in to the trip. Ngoài ra, trên áo phao còn có một đèn và còi để lân cuộn sự chú ý trong trường hợp cứu nạn. That's like we short term attention. Trên máy bay có 8 cửa thoát hiểm, xin quý khách lưu ý vị trí cửa thoát hiểm gần nhất. Đó is on aircraft. Please locate your nearest exit. Hai cửa sau, turn in the rear, 4 cửa ngang cạnh giữa khoang hành khách. Follow the middle và hai cửa phía trước, turn in the front. Trong quá trình thoát hiểm, quý khách lưu ý bỏ lại hành lý. Evacuation, leave your hand luggage. Nếu có khói trong khoang khách, quý khách hãy cúi thấp người và đi theo phía đèn báo thoát hiểm đến cửa thoát hiểm gần nhất. If there's more to cabin, please bellow and follow emergency light to the us. Quý khách vui lòng xem kỹ bản hướng dẫn an toàn bay được đặt trong từ ngày phía trước. Please do the safety card in the seat pocket in front of you carefully. Tất cả các chuyến bay của Vietjet là chuyến bay không hút thuốc. Xin quý khách lưu ý không hút thuốc trong số chuyến bay. Xin cảm ơn.